mà đưa đi học không? Môi chàng, môi ca chàng. Môi ca chàng rất khổ nó. Ngày nào cũng sáng mơ đi học rồi tối về hỏi mẹ có video cho xem. Thích thực hành, cứ cầm máy lên là tự làm điệu chụp. Rồi 5 tuổi đi chơi với bạn, bạn không thích chụp hình, bạn thích chụp hình luôn. Giờ thích video, ngày nào tối cũng về cũng xem video nó nổi. Bây giờ mình cắt rau vào nấu canh chua. Cắt vào nêm canh chua chứ. Trồng ăn sao cái con sên nó bu lên nhớt ăn ghê quá nên phải đem ngay trước nhà, đem trên thềm nhà luôn. Mình quay xong rồi mình cắt. Trồng màu rí với lại rau ươm, con hổ. Mình nấu canh chua chỉ có Huế với đường hồ gai thôi. Ăn phở cũng vậy, cũng có Huế với đường hồ gai thôi. Mình không cắt bạc hà. Mình ăn chứ không có cần nhiều. Canh chua môi ca không biết ăn. Quên lấy dao cắt bạc hà, kéo luôn cắt bạc hà. Cắt đọt, bỏ đi.
cha con môi ca không biết ăn canh chua nên cha đi làm con đi học, nhà mình nấu ăn một mình. Đủ chưa ta? Tất cho nó dư dư lên. Xí sọn nó nhẽo nữa. Đồ chơi game thì mình không cho game, chú game biết là lậm mê game luôn, ngồi đâu cũng suy nghĩ game hết. Còn đồ những cái nào lành mạnh thì mình phải đáp ứng yêu cầu. Thích xem video thì mẹ làm video cho, thích đi chơi thì dẫn đi chơi, công viên đâu thì mình sẽ dẫn đi, nhưng mà ở nhà chơi game không là không được. Như đây chắc đủ rồi đó. Rồi kia cắt bạc hà nữa. Sẵn cắt cắt luôn để đi cho bạn gần gần, lát làm xiên nấu tô phở là kể như ăn hết luôn. Nấu canh chua thì nó dư chứ nấu tô phở là ăn hết luôn. Ăn cho ai hết, cho vài lá mà chạy xe đi nên cũng lười. Chạy lên nhà bạn là cả một luống luôn, một clip luôn. Mỗi lần ăn chạy lên thì nó lười, bê nguyên chậu về luôn chứ cũng không có chậm. Nhưng mà bận rộn quá chậm.
được như đây. Giờ đi cắt mặt hàng nữa nhé.